Nhiều ngày nay, theo phản ánh của các hộ dân thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về tình trạng bãi tập kết rác không được thu gom, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân, cũng như gây ô nhiễm môi trường tại đây và cản trở giao thông. Và nguyên nhân được cho là do sự cố người dân chặn xe vào bãi Nam Sơn dẫn đến ùn tắc, ghi nhận từ nhóm phóng viên VTC14. Đây là tình trạng tại các quận nội thành Hà Nội những ngày gần đây. Tôi đến đây thì bắt đầu là người ta đã bắt đầu là tập kết rác ở kia và cứ thấy ùn ùn xe, bao nhiêu rác đồng người ta cứ đổ hết vào đây. Và ở đây mùi hôi thối bốc lên rất nhiều đấy. Cái này cứ ở đây theo bên môi trường người ta nói là do bãi rác thải bên kia người ta cấm nên người ta tập kết ở đây ạ. Điều đáng nói, khu tập kết rác tạm này lại nằm ngay trước cửa nhà máy nước sạch Tương Mai, gây bức xúc. Tuy nhiên, người dân không hề hay biết nguyên nhân khiến rác thải tồn đọng nhiều ngày. Nói chung là có rác nhiều như này là sẽ ảnh hưởng, bởi vì thứ nhất là khu vực này là trước cửa nhà máy nước. Nước thì cung cấp cho cả thành phố này, cả khu vực này. Thứ hai nữa là cái chỗ con đường này là dẫn cho người dân buổi sáng ta đi tập thể dục rất là đông. Cộng với cả hàng ăn hàng uống ở đây thì nói chung là nó cũng có ảnh hưởng vì ruồi muỗi nó rất là nhiều và mùi nó lồng lặc lắm. Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, mỗi ngày đêm, Hà Nội phát sinh gần 5.400 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó ở khu vực các quận, thị xã là 3.200 tấn. Do đó, nếu không được thu gom kịp thời, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đô thị. Sáng của cái ngày 18, thì bắt đầu là trên bãi rác Nam Sơn có một người dân người ta biểu tình, người ta chặn bãi Nam Sơn. Thì trên Nam Sơn người ta báo về các đơn vị trên toàn thành phố Hà Nội này tạm dừng không tiếp nhận cho các xe vận chuyển rác lên nữa, thì lượng rác rất quá nhiều, người dân cứ bỏ tràn lan ra đường ngõ xóm gây ách tắc giao thông trên tất cả các cái tuyến phố. Đến hôm qua, bãi rác Nam Sơn đã khắc phục được sự cố. Tuy nhiên, tại nội đô vẫn còn bắt gặp những hình ảnh nhếch nhác và thật khó để khẳng định tình trạng này sẽ không tái diễn những ngày về sau.